Vâng, em xin chào các bác yêu Lan nhé. Trong phiên bán hàng ngày hôm nay em lại lên những cái tác phẩm siêu đẹp cho các bác nhé. Đây là một giò tam bảo sắc này, đang chi chít lụ. Cái giò này là giò nguyên bản nha các bác nhé. Mọc bốn xung quanh luôn. Đấy, nó có một cây phân nhánh nha các bác nhé. Một cây phân nhánh đây nhá. Đấy, phân nhánh đây nhá. Đấy, phân hai này. Trước là nó có hai vòi. Nó có hai vòi, cái vòi này nó cũng phân này, nhưng mà em làm em làm gãy mất cái nhánh của nó nhé. Đây, em làm gãy mất. Đấy, còn cái vòi này thì nó đã phân rồi. Phân rõ hai nhánh nha các bác nhá. Đây. Phân rõ hai nhánh đây. Đấy, dí sát là không cẩn thận hôm nay gãy lốt. Đây, trên này khả năng là em nhìn là nó vẫn đang phân nhánh tiếp nha các bác nhá. Đây này. Trên này này. Vẫn đang phân tiếp nhá. Tạm thời là em nhìn thấy có một cây phân nhánh thôi. Một cái tác phẩm như này mấy chục cây luôn nhé các bác nhé. Mấy chục cây chi chít này. Chi chít này. Đấy, tam bảo sắc nguyên bản nhé các bác nhé. Tác phẩm tam bảo sắc nguyên bản phân nhánh như này nhé, có giá 1,5 triệu các bác nhé. 1,5 triệu cho cái tác phẩm như này. Đây, quay tròn bốn xung quanh cho các bác xem nhé. 1,5 triệu. Tiếp theo em lên cho bác cái bảng tam bảo sắc nhé. Bảng này thì em chưa thấy con nụ đâu, không biết nó có chưa. Cái này thì em chưa thấy con nụ đâu các bạn. Đấy, cái này về các bác làm giống thôi. Cái này về các bác làm giống nhé. Đấy, bảng tam bảo sắc không số như này nhé các bác nhé. Có giá 380.000 một cái bảng như này. 380.000 toàn cây đẹp, cây chất lượng thôi nhé các bác nhé. Đấy, toàn cây chất lượng thôi. 380.000 cho cái bảng tam bảo sắc như này nhé. Đây, tiếp theo em có một giò cẩm báo đây nhé các bác nhé. Đấy, có hai cây đây. Hai cái nụ, một cái nụ đây. Cây bên này cũng đang có một cái nụ đây. Đấy, cây bên này cũng một cái nụ đây các bác nhé. Cẩm báo nhá. Cẩm báo có giá là 300.000 nhé các bác nhé. Một giò cẩm báo này có giá 300.000. Đấy, ghép trên cái lũa như này nhé. 300.000. Và hai cây cẩm báo rất là đẹp luôn. Tiếp theo em lên cho bác cái thanh đạm sữa nhá. Thanh đạm sữa. Đấy, cái này thì để nó cháy lá này các bác này, nắng nó cháy này, nhưng mà không vấn đề gì đâu các bác ạ. Đấy. Cây lên vẫn ok nhá. Cây rất là đẹp nhá. Hoa thì cực kỳ thơm luôn. Đấy, dòng thanh đạm sữa này thì hoa rất là thơm các bác ạ. Thanh đạm sữa có giá là 300.000 nhé các bác nhá. Đấy, bác nào mà lấy cái giò thanh đạm sữa này thì bảo em 300.000. Tiếp theo em lên cho bác giò kiều vàng nhá. Đấy, giò kiều vàng ghép đĩa như này. Một cái giò như này nhá, đang nụ đây. Đang nụ đây, một nụ này, hai nụ này, ba nụ này. Đấy, đây một cái nụ nữa là bốn này. 4 nụ này, 5 nụ này. Đấy. Bên này một cái nữa là 6 này. Đang có 6 cái nụ nhá. Đây, cái nụ nữa trong này 6 này, đấy. 6 cái nụ. Đấy, nó xòe ra như này, khi mà nó nở hoa thì như một cái lồng đèn nó rủ rủ xuống như này, rất là đẹp nha các bác nhá. Rủ xung quanh như này rất là đẹp luôn. Kiều vàng nha các bác nhá. Kiều vàng có giá là 250.000 nhá. 250.000 cho cái giò kiều vàng này nhé. 250.000 kiều vàng. Tiếp theo em lên sơn thủy tiên nhé các bạn nhé. Em lên sơn thủy tiên, tí nữa em có còn ít cám nữa em lên lốt cho các bạn nha. Sơn thủy tiên mã số 9 có giá là 450.000 nhé các bạn nhé. Đấy.
cái này thì có những khóm nó đã thuần rồi, có những khóm thì nó đang ra rễ nha các anh ạ. Đây như cái này thì rễ thì nó ăn thì quá thuần luôn này. Đấy. Ui quá thơm đấy nhỉ, cái này mới hé nở mà thơm lắm các bác ạ. Đây này, cái này mới hé nở mà thơm thật. Đấy, sơn thủy tiên nha các bác nhá. Một cái giò như này, mã số 9, 480.000 nhá. 480.000. Hoa thơm thật các bác ạ. Sơn thủy tiên tiếp theo nhá. Đấy, đang chi chít nụ luôn. Đấy, nụ như này về các bác gửi về cho bác chơi hoa là vừa tầm đẹp rồi. Đấy, về các bác theo các bác xem tưới là cứ thế mà chơi hoa thôi. Mã số 8 cũng 450.000 nha các bác nhé. Mã số 8 vẫn là ghép lũa nha các bác nhé. Đấy, ghép cái lũa này không biết lũa gì nhưng mà lũa tương đối chắc đấy. 480.000 mã số 8. Đấy, có những cái này thì nó chuẩn bị nở này các bác này, em thấy nó to, nụ nó to lắm rồi. Đấy, còn những cái này thì thoải mái luôn, về gửi về tay các bác, kể cả gửi vào miền Nam cũng ok, về các bác vẫn thoải mái chơi hoa. 480.000. Đấy, cây cối nó như này nha các bác nhé. Đấy, nó như này rất là đẹp luôn. Mã số 8 480.000. Đây em còn cái kiều vàng này, kiều vàng mã số 25 này, có giá là 300.000 này các bác nhé. 300.000 cho cái giò kiều vàng này. Mã số 25, 300.000. 300.000 kiều vàng mã 25. Tiếp theo là viên cáo này. Một cây cáo như này nha các bác nhá. Một cây như này, trồng chậu như này. Ở trong này là một cái khúc gỗ trồng, dân người ta bó chặt hết vào rồi nha các bác nhé. Đấy, cái này thì độ thuần của nó thì các bác cứ yên tâm. Đấy, cây này thì có một cái vòi hoa này, một vòi hoa nha các bác nhé. Bên này một vòi nữa này. Đấy, bên này một vòi nữa này. Đấy, đấy, thế này các bác nhìn rõ nhá, hai vòi hoa nhá. Một cây cáo như này nhá. Đấy, nó như này. Đấy, cáo mã số 1. Mã số 1 350.000 các bác nhá. 350.000. Cái này thuần lâu năm thì nhá các bác nhá, thuần lâu năm thì người dân người ta thuần lâu năm, dễ nó ăn như này thì nó thuần cũng ít nhất cũng phải có 2 năm này. Đấy, cáo tiếp theo nha các bác nhá. Úi trời ơi. Cái này có một cây con lá nhăn nha các bác nhá. Một cây con lá nhăn tít đây nhá. Đấy, một cây con lá nhăn nhá. Cây này lá nhăn. Cây này mà tỉa ra trồng riêng, đợi nó cứng cứng tỉa ra trồng riêng làm một chậu thì đẹp. Đấy. Cây lá nhăn là 1 nhá, cây này là 2 nhá. Cây này là 3 nhá. Cây này 4 nhá. Cây này là 5 nhá. Đấy, 5 cây nhá các bác nhá. Mới cả một cái cây này nó đẻ một con này là 6 này. Đấy, nó đẻ một con này là 6 cây này. Đấy. Em đếm nụ xem nào, 1 nụ này. 1 nụ này, 2 nụ này. Một nụ. Em thấy có 2 cái nụ thôi nhá. Em thấy có 2 cái nụ thôi. Nhìn kỹ thì may ra thấy nữa đấy các bạn. À, 3 cái, đây một cái nữa, đây một cái nữa đang thò ra nhá. 3 cái nụ nhá. Một cây nhăn bé tí này nhá các bác nhá. Cây nhăn này khả năng là cái hạt ở đâu nó bay vào thôi các bác ạ. Đấy, vì dân người ta trồng tùm lum lên, khả năng là nó sẽ có một cái hạt nào đó nó bay vào đây, nó ra được cây nhăn này. Không biết là kiểu gì mà ra nhăn tít đi.
mã cáo, cái này mã bao nhiêu này, mã số 3 các bác nhá, mã số 3 có giá là 650.000 nhá, 650.000 mã số 3 cáo. Hôm nay em sẽ lên nhiều cáo một chút nha các bác nhé. Đây, một cây cáo nữa đây. Một cây nữa đây các bác nhé, cũng hai cái nụ đây. Một nụ này. Kẽ lá này, cái nụ nữa là hai này, hai nụ nhá. Đấy, nó thòa ra rồi. Em bán như này, trước em bán cho một bác mà nó mới thòa bên trong, nó mới lẩy bên trong thì em nhìn nó nụ. Về bác tuổi nó già già mắt kém và không thấy nụ đâu cả. Đấy, bây giờ nó thoản ra như này đây các bác nhá. Nó thoản ra. Cáo mã số 5 cũng 350.000 các bác nhá. Cũng 350.000 cáo mã số 5. Ôi, cáo tiếp theo. Một cây, hai, ba, bốn cây. Bốn cây, cây này cũng đang đẻ thêm một con nữa này. Đấy, bốn cây nhé các bác nhá. Một nụ này, một nụ này. Đấy, cái nụ đây nhá các bác nhá. Cây này, hai nụ này, ba nụ này. Em nhìn thấy có ba cái nụ nhá. Ba cái nụ nhá các bác nhá. Ba nụ. Cáo mã số 24 có giá là 500.000 nhá. 500.000 cho cáo mã số 24, trồng thuần rồi nhá các bác yên chí nhá. Các bác mà thích cả chậu thì em sẽ gửi cả chậu về, và thích bỏ ra thì em bỏ, nhưng mà gửi cái chậu này thì nó rất hay bị vỡ các bạn, vì cái chậu này nó rất giòn. Rất hay bị vỡ. Đấy, nếu mà em gửi về nó mà có bị vỡ thì các bác cũng thông cảm nhá. Đấy chứ không này các bác lại bắt đền, các bác bảo là gửi về bây giờ nó vỡ tung vỡ tóe hết ra. Đấy, về kể cả nó vỡ thì các bác đây, nó cũng thuần bám hết vào trên này rồi. Nó bám hết vào trong cái này rồi, các bác nhấc ra các bác trồng lại cho em, kiếm cái chậu gỗ ấy, các bác trồng lại cho em cho nó đẹp nhá. Đấy. Nói rõ với các bác vậy không, là cái này đóng hàng này rất cực kỳ khó đấy, em nói thật các bác. Trước em phải lấy chăn ra em quấn vào. Cáo mã số 24 500.000. 500.000 mã số 24. Hôm nay em lên nhiều cá một chút nhé. Hôm nay đây, cây này thì này chưa thấy có nụ đâu các bác ạ. Cây này chưa thấy có nụ. Cái này thì em gửi cả chậu về thì yên tâm này, chậu gỗ này, gửi cả chậu về yên tâm. 320.000 nhé các bác nhé. 320.000 mã số 22. Thôi, cái này chưa có nụ, chưa có nụ em lấy các bác 300 nhé. 320.000 thì em lấy các bác 300 nhé. Đấy, bác nào lấy thì báo em là cái cây 320.000 ấy lấy 300. Đấy, các bác bảo em nhé. Nó chưa có nụ, về các bác làm giống này. Cây này về khả năng là vẫn ra nụ chứ không phải là không ra nụ đâu các bác ạ. Tiếp theo. Đây. Cáo 3 cây. Một cây có nụ này. Hai cây có nụ này. Ba cây đều có nụ hết nhá. Ba cây đều có nụ hết nhá. Ba cây. Đấy. Về khả năng rễ nó cũng quấn linh tinh này rồi thì em cứ gửi cả chậu thôi. Nếu mà về nó mà không bị vỡ chậu thì các bác cứ thế này treo trong tưới cho em. Nếu mà chẳng may nó mà vỡ nhé thì các bác thay cho em nhé. Đấy. Rễ cái này trồng nó quá thuần này các bạn. Mã số 23. 480.000 nhé các bác nhá. 480.000. Đấy, 480.000. Mã số 23. Cáo nhá các bác nhá. Cáo Lai Châu. Cáo tiếp theo nha các bác nhá. 3 cây. 3 cây. Xem có mấy cái nụ nào. Một nụ, hai nụ, một cây có này, hai cây có này, ba cây đều có nụ rồi nha các bác nhá. Đấy, ba cây đều có nụ rồi. Mã số 21 cũng 480.000 các bác nhá.
ba cây đều có nụ ở rễ, nó đã bám hết vào cái khúc gỗ này rồi nha các bác. Đấy, có vỡ chậu thì các bác cũng yên tâm nhé, gửi về cho bác nếu mà có vỡ chậu thì cũng yên tâm, không vấn đề gì hết nhé. Cũng 480.000, mã số 21. Em lên nhạn như các bác nhá. Nhạn nhá. Một cái chậu nhạn như này ba cây đẹp long lanh này nhá, nhạn 4N nhá. Đấy, ba cây đẹp như này nhá. Mã số 11 có giá 450.000. 450.000, nhạn 4N nhá. Em lên đuôi chồn nhé, đuôi chồn mã số 3 nhé, 380.000 nhé các bạn nhé, 380.000 mã số 3 đuôi chồn Lai Châu nhé. Đấy, giò đuôi chồn như này 380.000. Đuôi chồn tiếp theo mã số 60 nhé các bạn nhé, có giá là 550.000. 550.000 cho mã 60. Đấy. 550.000. Đuôi chồn. Bảng cực đẹp luôn. Cái gỗ này không biết là cái gù hương, em ghép gù hương hay là nó là gỗ gì em không nhớ. Hình như gù hương thì phải. Rồi, trên đây là toàn bộ video em có ngày hôm nay, thì các bác xem video nhớ nhấn nút đăng ký kênh để theo dõi các video tiếp theo. Em xin chào các bác.